Chào các bác nhá. Hôm nay shop Tân Ánh nhìn giới thiệu với các bác mấy cái mẫu van nạp nhá. Van nạp một chiều dành cho anh em đam mê chơi phụ kiện. Thì đây là có cái mẫu này gọi là van nạp chân 8 này. Chân 8. Van nạp này là van nạp chân 10 nhá, van nạp chân 10. Van nạp này là van nạp chân 12. Chân 12. Đối với cái mẫu van nạp chân 12 này thì đặc biệt dành cho anh em mà chơi đồ chế nhá. Đồ chế mà những cái đồ mà gọi là lấy hơi kiểu dây hơi xe máy ấy thì nó sẽ có cái gen 12. Thì các bác về xoáy cái này vào nên là nó sẽ vừa luôn nhá. Van nạp gen 12. Đối với van nạp gen 12 ấy, mà van nạp gen 10 ấy, thì các bác mua sẽ được theo một cái lồng đen bằng nhựa như này. Thì các bác ém vào nó mới kín hơi được nhá. Con lồng đen bằng nhựa này theo cho các bác luôn nhá. Đây là van nạp gen 12. Số lượng thì cũng là rất là nhiều. Các bác mua thì cứ liên hệ trực tiếp nhá. Liên hệ trực tiếp với lại shop. Đây là van nạp gen 12 này. Thế còn đây là van nạp gen 10 nhá, van nạp gen 10. Van gen 10. Van nạp gen 10 cũng vậy, cũng sẽ có một cái lồng đen nhựa tiếp theo cho các bác để về các bác ém nó vào cho nó kín hơi. Thế còn đối với van nạp gen 10 này thì dùng được nhiều chỗ lắm. Ví dụ như là cái nắp bịt bình ấy ở các bác này, cái nắp bịt bình này thì người ta sẽ làm cho các bác là vừa gen 10 và đưa cái lồng đen nhựa vào ép lại thì ta sẽ kín hơi nhá. Cái này gọi là cái van nạp một chiều, có nghĩa là nó chỉ nạp cái chiều vào thôi, nạp chiều vào thôi, còn chiều ra thì nó không ra được, thì gọi là để van nạp một chiều để các bác nạp vào ống, nạp vào bình nhá. Đây, đấy là tùy vào những cái kết cấu của nó. Ví dụ như cái này nó sẽ đi với cái gen 10, van 10. Thế còn những cái mà van nạp mà các bác nắp thẳng vào van đấy, nắp thẳng vào cái van điều áp ấy thì thường nó là gen 8 nhá. Nếu mà nắp thẳng vào van điều áp thì thường nó là gen 8 các bác nhá. Thế còn các bác mà chơi đồ chế thì lại rất là cần cái gen 12. Rất là cần cái gen 12. Thế còn hàng trung bình thì các bác lại cần nhiều các loại gen nạp chân răng 10. Thì các bác cần mặt hàng nào, cần mẫu nào thì như mua đồng liên hệ alo trực tiếp với shop nhá. Cái này thì nó cũng rẻ thôi. Mua càng nhiều thì càng chiết khấu rẻ nhá. Đây là mẫu van này. Đây van nạp gen 10 này. Van nạp gen 12 này. Van nạp gen 8 này nhá. Rồi có lồng đen nhựa đi theo cho các bác luôn nhá. Cho lồng đen nhựa này. Các bác mua hàng thì mua đồng liên hệ trực tiếp với lại shop Tân Ánh nhá. Shop bọn này Tân Ánh đến từ huyện Tân Yên, Bắc Giang. Bán loa bẫy chim này. Loa bẫy chim và phụ kiện cho anh em đam mê nhá. Thế này giới thiệu với anh em mấy cái phụ kiện nhỏ. Rồi xin chào các bác nhá. Các bác theo dõi kênh YouTube của shop thì vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh nhá. Để các bác nhận được những thông báo mới nhất là những video mà shop giới thiệu những cái sản phẩm mới cho các bác. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau.